Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tài Nhà. Và mình là Quỳnh Phương. Hôm nay Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ăn chay ngon đơn giản từ cà chua bi ha. Món này là món cà chua bi kho chay hay là cà chua bi kho tàu quý vị. Đơn giản mà rất là ngon luôn. Nó có cái vị chua chua ngọt ngọt ha. Nó thấm đậm gia vị. Cái nước này là chấm rau ăn là rất là ngon luôn đó quý vị. Nó có mùi tiêu thơm thơm nữa. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương mời quý vị vào bếp để thực hiện cùng ha. Bữa nay thì Quỳnh Phương còn ở đây là nửa hộp cà chua bi. Và hổm mình đã dùng nửa hộp rồi. Đây còn nửa hộp rồi quý vị. Nó còn một ít thì mình sẽ đem đi mình chế biến cái món này ha. Rồi cà chua bi này thì Quỳnh Phương đã rửa sạch rồi đó quý vị. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái dao nhỏ để mình cắt. Giờ mình loại bỏ cái phần hạt bên trong. Chúng ta không cắt làm hai ha. Chúng ta cắt khoảng 3/4 thôi. Rồi chúng ta dùng cái mũi dao, chúng ta loại bỏ hết cái phần hạt bên trong nè quý vị. Đó, chúng ta có thể khứa hai đường hai bên rồi chúng ta bóp nặng ra từ từ cũng được nữa quý vị. Thì tùy quý vị ha. Nhưng mà đừng có để cho nó tách ra làm hai, nhìn nó sẽ không hấp dẫn bằng. Rồi chúng ta cứ tách ra và bỏ hết cái phần hạt bên trong hết quý vị. Rồi Quỳnh Phương đã làm xong rồi đây. Đây là thành quả của mình. Rồi nó tách như vậy là được rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đem đi bỏ vô cái thau để bắt đầu chúng ta rửa lại với nước muối hết quý vị. Thì chúng ta vừa rửa và chúng ta ngâm khoảng 10 phút trong cái phần nước muối pha loãng. Rồi chúng ta bóp rửa cho thiệt là sạch ha. Rồi sau khoảng 10 phút thì bây giờ Quỳnh Phương sẽ vớt cái phần cà chua bi này ra. Đó, chúng ta sẽ đem bỏ qua cái rổ ha. Để một lát cái gì đó cho nó thiệt là ráo nước. Lúc mà đợi cà chua bi nó thiệt là ráo nước thì mình sẽ chuẩn bị củ hành tím. Củ hành tím thì Quỳnh Phương bữa nay chuẩn bị 2 củ nhỏ nhỏ. Thì cũng như mấy bữa trước thì chúng ta sẽ cắt lát ra. Sau đó thì mình sẽ băm để lát mình phi cho nó thơm hết quý vị. Đó, nếu các bạn phi hoặc là để ướp vô luôn cũng được. Rồi còn ớt thì mình sẽ cắt ra luôn. Đó, ớt thì mình xài một trái ha quý vị. Trái ớt nhỏ cắt ra và băm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem cái phần cà chua bi ra để bắt đầu mình ướp gia vị á quý vị. Đó, mình cho xíu muối. Cái muỗng này là muỗng cà phê nhỏ nha quý vị. Đó, mình cho một ít muối nè. Tiếp theo thì quý vị chuẩn bị cho mình hạt nêm chay trừ nấm. Hạt nêm chay trừ nấm thì Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là một muỗng cà phê. Tiếp theo là đường. Đường thì mình sử dụng đường cát trắng hoặc là đường phèn nát gì cũng được hết quý vị. Đó, rồi mình sẽ sử dụng 3 muỗng đường. Tiếp theo là nước mắm chay. Nước mắm chay thì Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là 3 muỗng nước mắm chay hết quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần củ hành tím. Đó, củ hành tím với ớt băm vào. Hoặc quý vị có thể chừa lại một ít, một lát mình phi sao cũng được. Hoặc là cho vào hết luôn cũng được hết quý vị. Rồi mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị hết quý vị. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương đã bắt cái chảo lên và thắng một xíu nước màu nữa quý vị. Bằng đường á, mình cho khoảng 2 muỗng dầu, 1 muỗng đường nhỏ vào. Mình để lửa nhỏ mình thắng lên. Khi nó lên được cái màu như vậy là được hết quý vị. Sau đó thì mình mới đem cái phần cà chua bi bỏ vào nè. Khi mà nó lên chuyển qua màu cánh gián đen đen rồi chúng ta tắt bếp đó quý vị. Đó, chúng ta tắt bếp đi. Chúng ta phải cho cái phần cà chua bi này vào. Rồi khi mà cho vào thì chúng ta sẽ đảo đều nè. Đó, đảo đều cho gia vị nó thấm sâu hơn ha. Cũng như là được cái màu sắc nó đẹp hơn đó quý vị. Cái màu kho của mình nó sẽ đẹp hơn. Rồi các bạn cứ trộn đều lên chút xíu. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bật lửa lại ha quý vị. Đó, bật lửa lại và đợi kia nè. Cái này là mình chưa có cho nước vào nha quý vị. Cà chua hồi nó sẽ ra nước chua chua rất là ngon. Nó sẽ ra nước như thế này. Đó, thì mình cứ đảo đều thôi. Để lửa vừa vừa thôi ha quý vị, đừng có cho lửa lớn quá. Thì chúng ta sẽ xào sơ một cái như vậy. Khoảng 1-2 phút gì đó quý vị. Xào nhanh thôi. Đó, chúng ta xào thì sẽ giúp cà chua nó thấm gia vị đều hơn nữa. Rồi sau đó thì quý vị cho nước vào. Cái lượng nước thì cho vào vừa ngập cái phần cà chua thôi hả quý vị. Đó, thì tùy mình ăn nước ít hay nhiều thôi. Tiếp theo thì trong lúc mà đợi cái phần nước đó nó sôi trở lại á, thì mình sẽ cắt của cái phần hành nè. Đó. Rồi bây giờ thì nước đã sôi rồi, chúng ta sẽ hớt bọt nè. Nó cái phần này nó lên bọt. Đó, lúc này thì quý vị có thể nêm nếm lại nha, cho vừa cái khẩu vị gia đình mình đó quý vị. Này nước ít nước nhiều thì chúng ta sẽ cho cái lượng phù hợp. Sau đó thì chúng ta sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn, cho vừa khẩu vị với gia đình mình là được hết quý vị. Rồi chúng ta tiếp tục để cho nước sôi thêm xíu nữa. Đây quý vị xem nè. Này quý vị chấm rau chan với cơm ăn cũng rất là ngon hết quý vị. Rồi chúng ta đảo đều lên chút xíu nữa hả quý vị. Đó, khi được thì khi cái lượng nước mà phù hợp á, các bạn thích ăn nước nhiều hay ít á, khi mà vừa ý của mình rồi, mình sẽ bắt đầu hạ lửa xuống để riu riu. Đó, rồi lửa riu riu như vậy là được. Thì mình sẽ cho tiêu lên trên. Đó, cho một ít tiêu lên cho nó thơm hả quý vị. Hành lá nè, hành lá thì mình cho lên luôn. Ai thích ăn ớt thì có thể cắt ớt để vào, hoặc là để nguyên trái lên nhìn cho nó đẹp hết quý vị. Đó, chứ nó không có cay. Rồi đó, như vậy thì cơ bản thì Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị cái món cà chua bi kho chai, hay là món cà chua bi kho tàu quý vị. Đơn giản mà rất là hấp dẫn luôn. Nó ăn chay ăn mặn đều ngon hết quý vị. Rồi một lần nữa thì Quỳnh Phương món ngon tại nhà xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Quý cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á, nhớ ấn đăng ký để ủng hộ Quỳnh Phương ha. Nhớ ấn vô cái chuông để khi Quỳnh Phương có video mới quý vị có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn thực hiện thành công và nấu được nhiều món chay ngon cho gia đình mình thưởng thức ạ.